Tôi khuyên bà anh chị em, tôi xin vài phút để giải thích tại sao có sự do dự, tại sao mấy người Hy Lạp có rất nhiều người về Jerusalem để dự lễ, tại sao đây chỉ nói tới người Hy Lạp, rồi tại sao họ xin một trong những đồ đệ của người là ông Philippe. Nhớ là ngày xưa ông Philippe dám giới thiệu một ông Bartolomeo cho Chúa Giêsu. Vậy mà nay người ta đến xin được giới thiệu thì ông sợ quá, ông ấy lại đi thưa với một ông khác là ông Andre. Tại sao? Thưa, cái lý do là khi người Do Thái nói đến người Hy Lạp thì có ý muốn nói tất cả mọi dân, không phải dân Do Thái. Nhớ điều đó. Mà tất cả mọi dân không phải dân Do Thái thì người Do Thái gọi là dân ngoại. Thứ hai, thái độ do dự của các tông đồ vì sao? Là vì tinh thần của người Do Thái là không truyền đạo cho mấy người dân ngoại, cho nên không được phép giới thiệu bất kỳ cái gì. Do đó hai ông ấy sợ. Nhưng Chúa Giêsu nói một cái câu rất lạ là đã đến giờ con người được tôn vinh. Có nghĩa là tôi xác nhận bây giờ mọi dân mọi nước trên thế giới đều được đón nhận tin mừng, không phải riêng cho dân Do Thái nữa. Tôi xin phép nói như vậy để quý vị hiểu rõ hơn. Nhưng hôm nay muốn nói về cái câu Chúa Giêsu nói yêu là dám chết. Câu đó có rất nhiều, mình nghe rất nhiều người nói. Một nhà tâm lý người Mỹ, tiến sĩ là Scott Peck có nói yêu là dám liều để đánh mất chính mình. Xin mời quý ông bà nghe. Tôi tìm thấy trong tạp chí Tự Do ở Facebook khoảng thập niên 50 đến 60, người ta tuyên xưng một lời của người Cộng sản rất hãnh diện như sau. Một nhóm người Cộng sản ở bên Đức tuyên bố rằng phúc âm của các anh là lợi khí mạnh mẽ, là một luồng gió mới đẹp hơn chủ nghĩa Marxist của chúng tôi. Nhưng chúng tôi tin rằng cuối cùng chúng tôi sẽ thắng. Cái thời đó, nghĩa là cách đây 5-60 năm, thì chủ nghĩa Cộng sản hy vọng sẽ thắng. Chúng ta cũng thấy đúng, là vì cả người Mỹ cũng sợ sẽ được giải phóng sang tới, cho nên mới có chiến tranh lạnh để ngăn chặn, để đưa chiến tranh ra khỏi nước Mỹ. Nhưng bây giờ nhìn lại, cái chủ nghĩa tôi gọi là quái gở đó đã bị vắt sọt rác rồi, đã 23 năm rồi chứ không phải ít. Bây giờ còn sót lại cái con quái vật đó, nó thoi thóp ở vài nước rất bất hạnh, trong đó có Việt Nam, Cuba, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Mới nhất ngày hôm qua, trên chuyến bay đến thăm Cuba và Mexico, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 tuyên bố với báo chí rằng chủ nghĩa Cộng sản đã hết thời rồi, không còn áp dụng được cho bất kỳ nước nào, cách riêng cho Cuba. Một vị giáo hoàng đại diện cho tiếng nói của tất cả giáo hội Công giáo đã lên tiếng nói như vậy, chúng ta thấy có một niềm hy vọng và tự tin. Nhưng tại sao tôi trích cái câu nói của mấy người Cộng sản cách đây 5-60 năm? Bởi vì hãy nghe họ lý luận như sau. Họ nói Cộng sản chúng tôi lúc bấy giờ chỉ là một nhóm nhỏ, vài chục triệu, đảng viên mười mấy triệu, nhưng Công giáo của các anh hơn 600 triệu, chưa tính là 900 triệu người gọi là Kitô hữu. Thứ hai, người Cộng sản chúng tôi không sống trên lý thuyết, không bằng danh từ, mà phải đạt được mục đích một cách thực tế, cho nên bằng mọi cách phải chiến thắng. Do đó người Cộng sản chúng tôi dám hy sinh quyền lợi, đồng lương để thực hiện chủ nghĩa Cộng sản được truyền bá khắp nơi. Chúng tôi dám hy sinh thời giờ, nhàn rỗi và nhất là một số lớn những ngày nghỉ để đi tuyên truyền, để nối rộng vòng tay các đảng viên. Thưa quý ông bà, hấp dẫn thật khi lý tưởng của họ còn trong sáng. Đúng, bởi vì thấy cái gương như vậy, ai không bị lôi kéo? Có những con người dám hy sinh thật, thật lòng.
Cho nên bây giờ nhìn lại, khi cái lý tưởng đó đã bị sũng nước, sống trong giàu có nhung lụa thì người ta đánh mất. Nhưng lý tưởng của Chúa Giê-xu vẫn còn. Tôi lặp đi lặp lại 3 lần chữ hy sinh khi người cộng sản nói tôi hy sinh, tôi hy sinh. Rồi họ trách: người công giáo các anh không dám hy sinh một ít thời giờ, chỉ hy sinh một ít tiền bạc. Vậy ai sẽ tin theo quý vị nếu quý vị không dám hy sinh, nếu quý vị không dám liều thân, nếu quý vị không làm chứng và sống những giá trị tin mừng của quý vị, ai tin? Cho nên trở lại chữ hy sinh, tôi thấy nó hay. Chữ hy tiếng Hán Việt có nghĩa là cái gì mình dâng lên, và chữ sinh là sinh mạng, sự sống. Cái của lễ cao quý nhất là chính sự sống của mình. Như vậy thì yêu là dám liều đánh mất chính mình, đúng, không có gì khác hơn. Tôi đọc rõ định nghĩa của ông Scott Peck. Ông ấy nói yêu là liều. Vì sao? Risk. Bởi vì không thấy trước kết quả. Có ông bà nào dắt tay nhau lên làm đám cưới mà thấy trước 50 năm nữa sẽ còn thủy chung không? Có ai thấy trước vậy? Anh Bình có thấy như vậy? Chưa thấy, đúng rồi. Hy vọng thôi, làm sao thấy được? Không biết cái gì xảy ra, không biết. Do đó mới gọi là liều. Rồi cái liều nhất là mình tỏ tình yêu mà bẻ bàng quá vì mình bị từ chối. Nói go away, I don't love you. Rồi liều nữa là vì phải mở cái bản ngã của mình đi ra để chấp nhận một người khác bước vào. Nó đòi phải can đảm, bởi vì chẳng ai muốn rời cái chỗ an toàn của mình. Những bậc cao niên không thích đi ra nước ngoài là vậy, bởi vì bên kia còn có khung cảnh an toàn, còn có láng giềng nói được tiếng nói của mình, còn có văn hóa, còn có tập tục, còn có ông bà, còn có nơi chôn nhau cắt rốn. Do đó đòi hỏi một người lớn tuổi phải thay đổi rất khó. Nhưng khi mà yêu, người ta dám bước đi để bỏ cái nơi cũ của mình, đi vào một vùng đất rất mới, rất lạ, tiếp nhận một con người hoàn toàn khác với mình, ở chung với mình trong một mái nhà. Cho nên mình phải liều, bởi vì có thể có xung đột. Rồi mình phải từ từ biến thành một bản ngã mới, không thể giữ cái con người cũ của mình được. Rồi mình sẽ làm những điều mà mình chưa hề quen làm. Mình sẽ suy nghĩ khác, mình sẽ hành động khác. Chính vì vậy mà ông Scott Peck nói yêu là liều đánh mất chính mình. Tôi nghĩ cái chữ chết mà Chúa Giê-xu dùng đây là chữ hy sinh. Hy sinh thời giờ. Ai là bậc cha mẹ trong gia đình từ lúc có con mọn biết hy sinh thế nào? Nửa đêm có tiếng khóc, có ai nói với đứa nhỏ để mai khóc mày, sáng mai khóc, tao còn ngủ? Thời giờ hy sinh sức khỏe đâu có tiếc. Hy sinh cái khó nhất quý ông bà biết là gì không? Ý riêng của mình, cái mà không ai muốn bỏ bao giờ. Cho nên chính Chúa Giê-xu cũng nói tôi làm theo thánh ý cha tôi, và vì vậy mà là một chén rất đắng, cho nên ngài sợ hãi. Tôi thấy tình yêu, tuần rồi tôi đố các bạn trẻ cái giới hạn của tình yêu là gì, cái limitation hay là cái boundary of love. Một bạn trẻ trả lời rất đúng, đó là without limit. Tình yêu làm gì có giới hạn. Tôi kể câu chuyện có thật ở Vương quốc Anh. Đó là câu chuyện liên quan tới công chúa Alice. Ai cũng biết, ai cũng biết, chưa chắc mấy người biết công chúa Alice là ai, con ai. Không biết. Tôi cũng không biết đâu, nhờ tôi đọc trong sách thôi. Công chúa Alice là người con thứ hai của nữ hoàng Victoria. Công chúa có một gia đình rất hạnh phúc. Ở thế kỷ thứ 19 sang thế kỷ 20, sinh được một đứa con trai 4 tuổi thật khôi ngô tuấn tú, thật thông minh, và công chúa Alice rất thương đứa con trai. Nhưng mà thời đó bệnh bạch hầu, ta gọi là diphtheria, mà người Anh nó gọi là black diphtheria,
Tiếng Việt dịch là bạch hầu là vì trong cái hầu là cổ họng một nấm màu trắng, và cái nấm đó nó lớn dần lên, chạm vào rất đau, cho nên không thể uống được, không thể nuốt được và không thể sợ thở được, rồi người bệnh chết. Mà nó rất là lây qua hơi thở. Chỉ cần người đó hà hơi vào, người nào hít vào là bị lây ngay, là chắc chắn chết. Cho nên bác sĩ và y tá của triều đình ngăn đứa bé ra, không cho Alice đến gặp. Mà người mẹ mà không được gặp con rất đau đớn, nhưng vì vâng lời bác sĩ, bà cứ lén lén vào thay đồ đạc và dùng thay tra giường khi mà đứa bé đi ra khỏi, rồi thức ăn, nước uống và đồ giải trí cho nó. Một hôm bà bước chân vào thì nghe em bé nói với cô y tá: cô ơi, sao mẹ con không còn ôm con và hôn con nữa? Một người mẹ nghe như vậy chịu sao nổi. Cho nên bà xà vô, bà nhảy lên giường, bà ôm, bà hôn. Và không đầy một tuần sau, đám tang cả mẹ lẫn con. Có nhiều người nói cái đó là stupid. Đúng, nếu trên phương diện logic, tức là theo lý luận, thì bà ấy làm điều như vậy là điên rồ. Nhưng tình yêu có bao giờ lý luận không? Khi quý ông bà yêu có lý luận không? Có lý luận giá mà cái mặt người yêu tôi trái xoan một tí thì đẹp hơn, mũi dọc dừa, chân mài rau răm để mỗi lần ăn hộp vịt lộn để đỡ nhớ. Có lý luận vậy đó. Rồi có lý luận là nàng phải là một người nữ công gia chánh vẹn toàn không? Cũng khó. Cho nên nói tình yêu không bao giờ logical, không bao giờ. Do đó đừng trách cái việc mà công chúa Alice làm cho con mình. Và cũng đừng nhìn như người Hy Lạp nhìn thập giá của ông Giê-xu là điên rồ. Người La Mã cũng nói điên khùng, chết vô lý, là vì họ không hiểu được tình yêu là gì. Thánh lễ hôm nay chúng ta cầu xin cho từng người trong gia đình biết hiểu hai chữ hy sinh, là dâng lên cái gì quý nhất, chính là thời giờ, sức khỏe, mạng sống. Để bắt chước Chúa Giê-xu, nếu Chúa nói mà không làm thì không còn hấp dẫn nữa. Nhưng Ngài nói, Ngài đã thực hiện và đã hoàn tất mọi chuyện. Phần chúng ta có dám tiếp tục không? Nếu chúng ta không dám tiếp tục thì nhớ lại lời tuyên bố của cái nhóm người cộng sản rằng: mấy anh không dám sống giá trị của tin mừng, ai mà dám tin các anh?